Xin chào các bạn. Hôm nay mình mới về Pháp nè. Thì gia đình Alex thì 2 tháng rưỡi ở Việt Nam mới về Pháp ở nhà ông bà Alex. Bây giờ mới khám phá lại cái vùng đất là gì á? Không phải vùng đất là gì này? Khu vườn, Cái khu vườn khu nhỏ. vườn của ông bà mình trồng rau này. Nên bây giờ review sau 2 tháng rưỡi mình thấy các nhớ như thế nào nha. Alex mời tất cả các bạn đi theo khám phá với Alex. Mà 22 ngày nay tự nhiên có mưa này, nó À, rớt mấy ngày xuống. nay có mưa không à? Hoa đây thì rớt xuống hết. À, ở này có bão mà. Có bão hả? À, có bão. Có bão không phải có bầu. Có bão. Có bão Đúng nên rồi. có nhiều cái cũng bị rớt, cái này cũng vậy này, rớt hết Ừ. này. Đã tơi hết rồi. À, gió mạnh á. Gió mạnh quá À, nó không ngã xuống. phải có bão giống bão Việt Nam thôi, là bão khác của Pháp mà gió mạnh lắm, Ủa cô cái cây gì đây cây vậy? rớt được. Cây gì có hoa vậy? Cái này không biết luôn. Để nó cây ma tí. Không phải. À, giống như cây mà tí Việt Nam á. Nói giỡn. Opium á. Ốc vô. Em biết opium Không. không? Em Có ốc sên ơi vậy? Nó. không phải cái No. này. Để coi cà chua. Thấy cà chua. Hôm đi hay tăng room mày cũng có rồi. Ừ, Thấy có đồ không? mọc rồi nè. Có đồ mọc tùm lum tùm lưa hết. Lý Anh về nọ là chơi tứ cây nè. Tứ cây là nó tứ. Giờ quậy tứ vậy á, giờ biết á. Bây giờ cho cỏ uống nước. Ừ. Là mình donne à boire à l'herbe. D'accord. C'est toi qui as commencé à mettre les 3 dalles là? J'ai mis les deux premières, à partir de là, il faut que je recommence parce qu'il y a des bancales, c'est bon. Oui. Donc j'ai mis une, deux, trois, quatre, mais celles-ci, elles sont bancales, elles ne vont pas. Donc il faut que je D'accord. recommence. Mais les deux premières, oui, c'est moi, elles sont mises. D'accord. J'ai préparé un petit peu comme ça, mais il faut que je. Et l'herbe, c'est toi qui as planté ou c'est naturel? Non, ça c'est naturel, ça vient, j'ai bien laissé pour l'instant, je vais juste échanger. Ok, các bạn, cái này cà chua của mình cũng có ở cái này rock này. Để em ra. Bữa rồi á, mày có cái khác này, cũng Ừ. bữa á, Ừ. cá bữa mà, Cà chua bự. cà chua bữa mà Mày cho con màu trái à? đỏ. Đậu. Mày Tại vì nó ngã hết mà. Thôi đi. cái này rock rồi, Ừ. không đúng, Phải mày cắt cái lá khác. ở dưới rồi bớt rồi chứ. Để thôi để em Ồ, mai em làm. cái gì cũng rock hết này, coi này. Không sao đâu tại bão đó. À, thầy bảo là rớt hết Thì là luôn. phải cắt lá ở dưới bớt nó mới có trái. Phải mạnh hơn cái này cũng Ừ kiểu à, con vậy. cũng nhanh nhìn này. Nhà này. Anh mới bộ thầy Mày cũng có thông trái thông bự nhanh. rồi chứ. Cũng có trái cũng được rồi. Thấy này. Đây Dễ chín thương nè. quá. À, cà chua bi. Cái cho bi á, Ừ. mình cũng trong món này á. Ờ. Dễ thương quá. Cái Ăn này được không vô? đây đây cũng cà chua bi hay sao? Em nghe ăn được không? Được chứ. Anh được lấy anh bây Lại vô giờ kia luôn tay á. đỏ là hơn. Đỏ À, hơn nó kia chín đỏ hơn. hơn. Nè, cà chua bi quá trời này cả nhà. Ồ, cái Chỗ này đây dễ nó không thương có á. nén ra nè hả? Nó bị rập cái cây đây à. Nó không có nén ra nè, nó ít chín à. Hay Cái là nó này mới bắt ít đầu ít. màu đỏ, màu hoa cam chút xuống nè. Em nghĩ nó chưa già, chưa chín chứ không ba, nó À, không chưa có. chín nè. Từ từ sẽ chín nè. Cái này nữa nè. Này, Đây à. chín rồi. Ăn Này nha. anh đây ăn nhá. Đi em, ăn không đi em? Liam, regarde, on a des petites tomates. Elles ont poussé, viens voir, viens voir. Liam Mình sao mừng quá trời mừng. luôn. Này này, regarde des petites tomates cerises. Viens à côté de moi. Regarde. Tu veux manger avec papa? On va manger tous les deux. Allez, on va manger tous Là les deux. je veux manger une verte. Non, les vertes, elles sont pas mûres. Mình chưa Tiens, chín con, là mình y chưa a. chín. Là y a, Liam. Mình hái đi con. Hey, pas celle-là, la rouge. La rouge là en bas. Mình ăn sơ qua. Elles sont pas encore tout à fait Chưa mûres. chín, chưa chín. Chưa chín nó cũng chua nhưng mà cũng ăn được rồi á. Voilà, đấy. Voilà. Ça y est, tu peux manger. Le papa, il mange aussi. Lấy cái vỏ ra, lấy cái da ra. Lấy kia đây nè, lấy Yeah. kia không có. Phải, Ah, không phải non. lấy da, lấy kia Ah oui, hoa. le vert là. Non, pas la peau, ça. Voilà. Yo. Vô nữa. Nó ăn rồi, nó thích ăn trái cây lắm. Ngọt. Ngon không? Ngọt. Ngon không đi á? Em ăn không? Cho ông ba trái kìa. Tu veux goûter? À bah tout à l'heure, oui. Cho ông ba ăn với. Hey. Chụp. À. C'est bon. Elles ont du goût. Oui. Ouais, c'est bio hein? Anh, non.
Ngon. Ngon. Đúng rồi. Bravo. Giỏi quá. Mình bị 6 tháng rồi mà ngon. 6 tháng rồi. Còn ở dưới đây một chùm nữa này anh, muốn ăn nữa không? Có đây nè. Để một ngày một trái không? Hay là xì rớt? Thôi chút nữa em nấu cơm xong rồi. Mais là regarde si tu elles sont toutes avachies. Mais fais ce que tu es en train de faire, on verra après, c'est pas grave ça. Chút nữa em cắt cái lá dưới này quá. Ôi, cái nhánh này nó cũng cho ra một trái này, coi chút xíu à. Tại vì hồi ông bà không cắt mấy cây nhỏ đây nè, nó mới nuôi cái cây nó bự lên mới cây có trái lên, mà tại vì ông không biết. Cái đất này thật cũng ngon á vô. Ừ, đất này cũng tốt á. Cũng thoát mình trong xăm xăm là lát mà cũng lên á. Xăm xăm là lát ông, cái tầm thiệt á. Em cũng bỏ phân dưới này á, anh nói xăm xăm là lát thôi. Chào em. Giờ ông ba làm gì vậy? Hả? Là gì? Thoát mình trong rau dòng này. Mà bây giờ lon hết biết. Cô này cao cao hơn à, mình nửa người Alex luôn á. Hơn 1 mét á, 1 mét môi vậy này. Tại cô Alex là 1 mét môi này. 1 mét môi. Có bằng tươi rồi, nên này mà bằng tươi lớn không nổi luôn, bị cây đây nó lớn rồi. Bây giờ ông ba ổng lại ổng cắt cái cây kia cho mấy cái cây đi nó có hoa, nó có nắng. Coi cây chuối này cả nhà. À, nó cao quá trời hả? À, cả mà lá chuối cũng bự chứ. Lá chuối bự rồi ha. Giờ ông ba ông cắt kìa. Ô. William ăn nè. Tay cầm tay anh ăn. Trời, em ăn hết cái chua. Đi ăn tay cầm đi. Faut manger les rouges, Liam, les oranges. Ah, attends, elles, moi, elles sont pas encore super mûres, les oranges. Faut manger les rouges. Ah, ben, les mûres, gars. Est-ce que je peux marcher là dans la terre là? Là, on va aller dans des beaux guanais, on va aller dans une chambre rồi. Oui, được đi bộ đi, chết hết rồi mà. Trong đó nó cây chết hết rồi. Đây là dâu tây rừng, dâu tây dại. Cái này dâu tên nữa nè. Dâu tây rừng ở đâu cũng có hết. Cái đây bí là không. Ô, cái đây có măng tươi nè. Măng tươi trong đây. Được hai cây măng tươi. Cây măng tươi trong đây. Rập nó nè, nó không lớn như trời trơn hả? Ờ, này ô dùi bốn không à? Đây bầu bí mà coi này, nó leo nè. Mâm xôi á, nói gì? Mâm xôi. Mâm xôi, có mâm xôi, giờ đi mua là ba liam. Regarde des murs. On va chercher des murs. Ôi liam, cẩn thận ở trong đó gai á. Ah oui, il y a des épines là-bas. Gai á. Attends, tu veux que j'aille te chercher une mûre, liam? Cái đây cái bầu nè, bí nè, không biết nó. C'est toi, mais il y a des épines. Trái đây, nơi nào này nè. Non, là, il y a les autres. Có hư không biết vậy? Hả? Có một trái ở trong đó mà không biết. Ở đâu vậy? Ở trên đây nè. À thấy. Còn mấy trái đây thì hồi đực, hồi được hồ cái cũng chưa biết nữa, em không biết hồi được hồ cái gì hết. Hai cha con hái mâm xôi hả? Em muốn hái mâm xôi này. Này hái cái này, màu đen này. Les rouges ne sont pas mûres, c'est pas trop mûres. Et attention, ça pique. Ça c'est des orties. Quoi cái chùm đây này? Attention, cái này đau rồi. Ok, regarde. Marche, mais attention, touche surtout pas ça. Ça pique beaucoup ces feuilles-là. Bien, marche ici. Voilà, touche pas les orties. Tu peux prendre les noirs, que les noirs. C'est beau, que n'est. Voilà, là. On met là. Voilà, allez. Bon, on est gagné. Attention, il y a des épines. C'est beau, que tu vois. Voilà, tu peux la manger. Non, đủ rồi con, đủ rồi. Đủ rồi, sinon il n'y en a plus. Attention, il y a des épines. Voilà, đủ rồi. Maintenant tu peux les manger. Montre à maman comme tu les manges. Nè mẹ cũng hái một cái nè. Ngứa lắm mà con, trong đó nó ngứa ình à. Các bạn, cái này là mình trong bể này hay bảo không biết luôn. Mà đi lên cầu thang kia, cao luôn. Thôi nhìn đi lên. Mà nã.
mà không có trái á, mình nuôi lá không à, mà có mấy hoa à, không có bó phân ở đây á. Ồ, lem tú thì hay nữa à? Không có hái màu đỏ nha con, màu đỏ là chua chín. Màu đỏ không được ăn lem, chỉ màu dành thôi. Ok, bây giờ các bạn mình đi xem con gà. Con gà có nhớ mình không? Ai biết đâu. Okay. Con gà có nhiều đồ ăn nè. Ăn no quá, muốn bú rồi. Cú cú mấy con gà. Đây có mấy cái chuối nữa nè. À, mấy là chuối nè. Chuối đi nướng thịt. Làm bánh. Để làm bánh á? Làm bánh nướng thịt rồi anh. Ok. Chỗ đây cũng có rau nè, hành tây nè. Anh lấy coi thử hành tây nó nhổ được không? À, hành tây thì coi thử. Cái này bự quá, nó ngã lại hết rồi. Rớt hết rồi. Rớt hết rồi. Chắc em chút may em làm lại. Vì hành tây rớt hết luôn. Hành tây anh nhổ lên thử nó ra củ không? Ra củ không? Rồi, cái nào cũng được hả? Ừ, cái nào cũng được. Ok, cái này vô bánh nè. Rồi thử đi. Mày cái này là của mình trồng không? Ừ, mình trồng. Mình trồng coi củ chút xíu mà nó cũng lên nữa. Cùng được đây vậy? À, vừa vô lại vậy? Ừ, thôi được rồi, lấy ra luôn đi. Lấy ra luôn á? Ừ. Một cái thôi, không cần đâu. Ăn được luôn không? Đây là củ hành tây nè. Mình, là củ hành tây mình trồng mà. Ừ. Nên bây giờ mình trồng xong mình ăn trồng được. Trồng củ chút xíu vậy, bây giờ nó mở lên bự nè. Vậy hả? Ờ. Mình không trồng này hả? Không, mình trồng cái củ chút biểu vậy nè. À. Cái bằng cái ngón tay út em vậy nè. Ok, bây giờ lon á. Ừ. Để cái này ăn được hả? Ăn được. Ăn được luôn á. Cái này phơi khô khô. Nấu với nha. Để anh ăn thử nha. Mày cái này bình thường thì mình trong một củ chút xíu thì ra chỉ một củ bự hay là đốt ra nhiều củ nữa? Ra củ à, củ bự. Chỉ một à? Mày củ bự á. Ok. Mày củ mình trồng. Cái này cũng ăn được, bình thường cũng ăn được, mày cái này củ rồi. Cái đó phải nó khô thì nó cái đó nó mới già đó. À. Ôi, đi okay. Mới có 2 tháng mà về cái vườn đó. Giống như rừng à. Giống như cái rừng luôn. Với lại giống như một rừng. Hồi trước khi mình về mình dọn dẹp cái vườn đây. Một cái rừng thành cái vườn, bây giờ cái vườn nó thành cái rừng lại. Mà thoát có ở đâu cũng có, vườn này cũng có, vườn kia cũng có. Bây giờ là rừng mà. Tại chắc tại đẩy về cây này nữa. Mùa đông ở đây không có gì hả? Nó có tuyết nó rơi xuống cái nó chết mấy cây đó. Còn mấy hay hoa cuối cùng màu tím nè, thấy không bố? Dạ, hoa đây hoa tú cầu hả anh? Hoa gì á? Tú cầu, ở Việt Nam là hoa tú cầu. Không đẹp ha? Hoa màu tím. Mấy cái đây là nó nở, nó tàn rồi hả? Không biết nữa. Chắc vậy chứ, hay là nó chưa nở. Còn chút xíu biểu à, bởi thích cho nó vào. Giống như kia mới đang nở kia. Ông ba còn cái cây kia. Đó, ông cái này nó sáng như mấy cây đó liền. Mặt trời liền. Mình mới xuống không có mặt trời vào nãy đâu. Ừ. Bây giờ có. Tại cái này thuốc là cao á. Đi lên cao là Alex còn có cái này. Cầm dễ thương muốn ăn luôn. Dạ, chút nó nấu. Chút nó nấu. Mình bình thường mặt trời là nhân nắm ở bên kia. Nên mặt trời tới giờ nãy. Cách nãy là mới có mặt trời chút. Bây giờ cũng phải cách này mà mình sẽ cứu công ty thôi giúp cách này mà tu tăng chín à công ty thôi được. Ok, xong rồi các bạn, mình mới review cái khu vườn á, không quên hoài. Cái khu vườn của ông bà Alex này. Cảm ơn rất nhiều tất cả các bạn đã coi video này á. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh mình nhá, để giúp kênh mình đi cao lên á. Và các bạn nhớ bấm chuông cho biết khi mình ra video mới nha. Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại video tiếp theo. Này, Alex đang hay mấy lá này. Để phẩm nấu tôi này á, mình sẽ ăn thử. Alex đang lấy mùi mấy hay chục lá này. Anh hay á.
Này nữa. Muối thơm á. Lá này muối thơm á. À, muối thơm lắm.